Hello anh em và chào mừng em đến quay trở lại với Love to Grow Thế giới Công nghệ. Trước tiên mình xin chúc mừng tất cả các em sĩ tử đã hoàn thành xong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2024. Các anh em đã vất vả khá nhiều rồi, bây giờ lúc chúng ta ngồi nghỉ xả hơi đúng không nào? Ngồi xem YouTube và xem review, tìm hiểu cho mình một chiếc laptop để phục vụ cho nhu cầu đại học trong khoảng 4 năm đại học. Thế thì sinh viên năm nhất dùng laptop nào trong khoảng độ 17 triệu? Đây, hôm nay mình sẽ mang cho anh em hẳn hai cái option mà phải nói là sinh viên không thể bỏ qua được hai con máy này. Màn hình đẹp, rất sắc nét và độ phân giải cao 2,8K, nhưng mà trọng lượng rất nhẹ, chỉ khoảng độ 1,4kg mà thôi, nhưng mà CPU lại là hiệu năng ngon, RAM sẵn 16GB dual channel luôn. Và đây là hai chiếc Asus VivoBook 14 OLED A1405VA anh em ạ, trong mức giá chỉ khoảng 17 triệu laptop cho sản phẩm chính hãng, bảo hành 2 năm chính hãng Asus Việt Nam luôn. Thế chiếc laptop này có gì, cùng mình unbox ra xem có gì hay anh em nhá. Ok, thì đây sẽ là hai nhân vật chính của chúng ta, hai chiếc Asus VivoBook 14 OLED A1405VA. Nó sẽ có hai cái phiên bản màu sắc như thế này anh em ạ. Cấu hình mọi trang bị giống hệt nhau, khác đúng ở đây là màu sắc mà thôi. Cái mã cho phiên bản màu bạc ở đây sẽ là KM095W, còn cái mã màu đen sẽ là KM257W anh em ạ. Đó, hai con này đều có mức giá là 17.290 đồng bán tại Laptop World cho sản phẩm chính hãng anh em nhé. Link của cả hai chiếc máy này mình để sẵn ở phía bên dưới phần mô tả của video này, cho anh em có thể click vào đó để cập nhật chi tiết hơn về thông số cũng như là về mức giá của từng chiếc máy tại thời điểm anh xem video. Để mà đánh giá về cái ngoại thất của hai chiếc laptop này thì có lẽ là mình cũng đã nói rất nhiều rồi, vì đây là phiên bản VivoBook 2023 mà. Mà bây giờ tới giữa 2024 rồi, cho nên mà có mức giá nó mềm như thế anh em ạ. Và nói về cái ngoại thất thì mình nghĩ là không cần phải nói nhiều nữa. Quan trọng là gì? Chúng ta có một trọng lượng nhẹ, chúng ta có một cái build quality nó đủ tốt cho một cái sản phẩm VivoBook, và nó đạt trong ta độ bền tiêu chuẩn quân đội. Quan trọng nữa là chúng ta có một cái trọng lượng nó cũng phải nói là khá nhẹ nhàng cho các bạn học sinh sinh viên. Bởi vì là thường ấy, thời gian đầu chúng ta, những bạn mà mới lên đại học ấy, mình có một cái thói quen đấy chính là sẽ di chuyển khá là nhiều, thường xuyên phải lên trường xong đi về, rất thích lên trường luôn, đi về về liên tục đó, cho nên là chúng ta thường xuyên vác laptop đi đúng không, thì cái việc chọn cho mình chiếc laptop nó nhẹ nhàng nó sẽ là một cái sự giảm bớt đi gánh nặng cái đôi vai của chúng ta rất nhiều luôn anh em ạ. Và với cái trọng lượng là 1,4kg thì rõ ràng là bây giờ đây cái việc mang đi mang lại chúng ta là cực kỳ dễ dàng luôn anh em ạ. Này, mình có thể cầm một tay một cách rất là nhẹ nhàng như này. 1,44kg cho chiếc laptop này anh em nhá, mình đã cân thực tế rồi. Đó là về cái thiết kế hay là về cái trọng lượng của máy. Cái điểm rất là ấn tượng ở trên những chiếc VivoBook về khoản thiết kế chính là nó mang lại cho ta một cái sự trẻ trung và nó rất phù hợp với cả những bạn học sinh sinh viên đúng không nào. Chưa kể thì cái mức giá thành trên cái trang bị của những chiếc VivoBook luôn luôn là một cái sự cạnh tranh rất là lớn với cả những hãng laptop khác anh em ạ. Họ mang lại cho ta những cái trang bị phải nói cực kỳ là ngon luôn đấy. Trang bị ngon đây có cái gì? Màn hình. Nhất là về cái khoản màn hình thì anh em sẽ có một cái màn hình rất là xuất sắc trong cái tầm giá này anh em nhá. 17 triệu hơn nhưng mà anh em có một cái màn hình kích thước 14 inch, tỷ lệ 16:10 và độ phân giải lên tới 2,8K, 2880x1800 anh em ạ. Nó rất sắc nét luôn. Anh em phải hiểu là khi mà nhét một cái độ phân giải cao như thế gần 3K lên trên một cái màn hình kích thước chỉ 14 inch thì lúc này cái mật độ điểm ảnh nó rất là cao và rất là sắc nét anh em ạ. Quan trọng nữa là chúng ta có cái độ bao phủ màu đạt lên tới 100% giải màu DCI-P3 và tần số quét lên tới là 90Hz. Tức là cái màn hình này nó vừa đẹp, nó vừa mượt, nó vừa sắc nét đúng không nào anh em. Về cái mức độ sáng thì 600 nits với nội dung HDR và 400 nits với nội dung SDR sẽ là một cái mức độ sáng khá là dồi dào để chúng ta có thể sử dụng ở những môi trường ánh sáng hơi phức tạp một chút, như kiểu là ngoài sân chơi hay là thư viện những cái thứ, thì cái màn hình này mình nghĩ là có thể đáp ứng được cho chúng ta vào rất nhiều nhu cầu như thế. Và quan trọng là những cái ngành học của anh em ấy, thì với cái màn hình nó đẹp như thế, chúng ta không chỉ sử dụng vào những cái ngành học thông thường nữa, bây giờ học đồ họa hay là học về những cái ngành nghề yêu cầu chuẩn sắc màu sắc cao, chỉnh sửa hình ảnh, digital marketing các thứ, thì cái màn hình như thế này mới là một cái màn hình đủ để đáp ứng cho chúng ta đúng không anh em. Thì đó là một cái ưu điểm rất lớn của những cái chiếc VivoBook mà trong cái mức giá mềm như thế anh em nhá. Trong khi những hãng đối thủ khác hầu hết chúng ta chỉ có màn hình của 45% NTSC mà thôi, thì ở đây 100% giải màu DCI-P3 nó là sự khác biệt hoàn toàn luôn anh em ạ. Màu sắc rất đẹp luôn. Và cái điểm mạnh thứ hai của những chiếc VivoBook 14 ở đây đấy chính là về cấu hình. Anh em sẽ được trang bị sẵn một con Intel Core i5 Gen 13 13500H luôn. CPU dòng H hiệu năng cao hẳn hoi luôn anh em ạ. Mặc dù là biết trang bị một con CPU dòng H lên trên một chiếc Ultrabook thì hiệu năng đa nhân của nó cũng không tận dụng được nhiều đúng không nào. Nhưng mà ít ra thì nó vẫn mạnh hơn là rất nhiều so với cả những cái con CPU dòng U đúng không anh em, hay là dòng G. Đó, thì ở đây với con 13500H chúng ta vẫn sẽ có một hiệu năng đa nhân là đủ tốt trong một khoảng thời gian ngắn để chúng ta có thể sử dụng vào những cái bộ phần mềm như kiểu là Photoshop này, hay là Illustrator này, hay là Lightroom này đấy. Hay là thi thoảng anh em có muốn sử dụng để chơi game giải trí cái thứ ấy, thì rõ ràng là con CPU này hay là phiên bản card đồ họa tích hợp Iris Graphics ở trên em nó vẫn có thể gánh được cho anh em là rất tốt. Chưa kể ở đây chúng ta sẽ có sẵn là 16GB RAM DDR4 Burst 3200, nhưng mà RAM đùa channel luôn anh em ạ. Một thanh 8GB onboard và một thanh lắp rời anh em nhé. Chúng ta được trang bị sẵn ở trên đây là 16GB RAM đùa channel rồi.
SSD sẽ là 512 và cũng cho chúng ta khả năng nâng cấp được nữa. Như vậy là với một chiếc laptop không những là trong cái mức giá nó rất hợp lý mà chúng ta còn có khả năng nâng cấp được một cách cũng phải nói là khá thoải mái và có sẵn RAM 16 dual, thì với những bạn sinh viên nhá, mình nói thật là trong 4 năm đại học của anh em ấy, trừ cái việc anh em phải lưu trữ quá nhiều, anh em phải nâng cấp SSD ra, còn RAM nhá, 16GB thoải mái không cần nghĩ việc nâng cấp luôn. Đó là cái chia sẻ thật của mình đấy anh em ạ. Thậm chí là trước sinh viên mình vẫn dùng laptop RAM 8GB thoải mái luôn mà. Đó. Cho nên là với cái trang bị coi như chiếc laptop này phải nói nó rất thoải mái cho các bạn trong khoảng 4 năm đại học là dư sức luôn. Mà vẫn phải nói đến một cái vấn đề rất quan trọng là cái trang bị cấu hình trong tầm giá này sẽ là một cái trang bị mà rất mạnh mẽ của chiếc laptop này mà anh em tuyệt đối không nên bỏ qua. Học tập về hầu hết những ngành nghề như kiểu là kinh tế, tài chính, ngân hàng, rồi là báo chí, truyền thông đa phương tiện, vân vân. Trừ những ngành mà anh em học về kiểu thiết kế đồ họa 2D, 3D các thứ nó nặng hơn mà chúng ta cần hiệu năng trên card đồ họa nhiều ấy, thì cái phiên bản card họa tích hợp Iris Graphics này nó không gánh được. Chúng ta cần một phiên bản card đồ họa tích hợp card đồ họa rời mạnh mẽ hơn. Thì vậy chúng ta phải bỏ ra mức chi phí cao hơn thì không nói, nhưng mà với cái chiếc laptop này nhá, thậm chí các anh em lập trình những thứ này, rõ ràng cái combo cấu hình này nó gánh được cho chúng ta vào hầu hết những ngành học của chúng ta hiện tại rồi. Đó là một cái trang bị mà mình thấy nó rất là ngon trong tầm giá đấy anh em ạ. Tiếp theo nữa, một cái trang bị mình thấy nó cũng rất là hợp lý, đó chính là về phần bàn phím và trackpad của chiếc laptop này. Anh em có thể nhìn qua này, bàn phím nhá, một cái độ nảy rất là tốt luôn, nó không kiểu bị chùn, nó không kiểu bị trùng trùng mềm mềm như là trên những cái mẫu laptop văn phòng khác đâu, hay là nó không kiểu bị cấn, mà ở đây chúng ta vẫn có một chỉ phím đủ sâu 1.4mm và cảm giác gõ trên đây thì mặt C nó đủ chắc chắn nữa, cho nên mang lại một cảm giác gõ trên đây là khá đầm anh em nhá, không gặp những hiện tượng flake lún khi mà chúng ta sử dụng gõ mạnh ở trên phần bàn phím này. Tuy nhiên thì cái điểm trừ của phần bàn phím này sẽ là không có đèn nền anh em ạ. Mình thấy đây cũng sẽ là một cái điểm trừ, nhưng mà so với cả những cái gì mà em nó mang lại cho chúng ta ấy, thì cái điểm trừ này nó không phải là quá đáng kể, bởi vì là với một chiếc màn hình nó đã quá sáng rồi. Thêm nữa là thời điểm hiện tại thì mình cũng khuyến khích anh em là không nên dùng những thiết bị công nghệ, đặc biệt là laptop hay là laptop màn hình OLED này, trong cái môi trường kiểu tối đêm đen như mực. Chúng ta luôn luôn phải có những cái bóng đèn khác nữa để nó cân bằng lại cái mức độ ánh sáng trong môi trường, để nó đỡ ảnh hưởng tới mắt của chúng ta quá nhiều. Chính vì thế mà khi chúng ta có những bóng đèn khác bên ngoài thì cái việc có đèn ở bàn phím lúc này nó cũng không quá là quan trọng với chúng ta nữa, đúng không anh em? Thì đó là một cái option nó bị cắt giảm trên chiếc laptop này, chính là về đèn nền bàn phím anh em nhé. Nhưng mà về cái cảm giác gõ thì mình vẫn đánh giá đây là một cái bàn phím mà nó mang lại cho chúng ta cảm giác gõ là khá tốt đấy anh em ạ. Ngoài ra thì cái phần trackpad này cũng sẽ là một trackpad ăn điểm. Chúng ta có một chiếc trackpad với kích thước đủ lớn, có phủ kính, không phải là đủ lớn đâu mà nó là khá lớn đấy. Trong cái mặt bằng chung laptop 14 inch thì đây là một chiếc trackpad mang lại cái kích thước là khá lớn đấy, đúng là anh em. Lại còn có cả phủ kính nữa, chúng ta có thể lướt ở trên đây rất là mượt, và thậm chí anh em đi học anh em không cần dùng cầm theo chuột rời, không cần cầm thêm bàn phím rời hết, bất kỳ cái gì rời hết, dùng luôn trên cái combo này nó có thể đáp ứng cho chúng ta là quá tốt rồi anh em nhé. Chưa kể thì trên cái phần trackpad còn có trong ta thêm một cái cảm biến vân tay một chạm tích hợp ở đây đó. Tức là chỗ này chúng ta cũng sẽ có cả một cái bảo mật sinh trắc học nữa để giúp chúng ta có thể bảo mật mở máy các thứ nó tiện lợi hơn rất nhiều. Và nhắc về bảo mật thì một cái chiếc laptop cho sinh viên mình thấy cũng khá là cần thiết, đó chính là lẫy che webcam vật lý anh em ạ. Với những chiếc Vivobook hiện tại họ đã trang bị cho ta rất đủ những cái tính năng như thế này rồi anh em nhé. Không phải lo nghĩ về cái việc bị đánh cắp hình ảnh nữa, đặc biệt là các bạn sinh viên nữ. Điều này là một cái điều khá nhạy cảm với các bạn đúng không nào. Chúng ta không có quá nhiều kiến thức về công nghệ để mà lúc nào cũng kiểu bảo vệ cho cái hệ thống của chúng ta nó tránh khỏi những virus để xâm nhập vào ăn cắp hình ảnh của chúng ta, thì cái việc trang bị cho ta những tính năng bảo mật vật lý như thế này nó sẽ là rất cần thiết. Ngoài ra nữa nhá, thì một số thông tin bổ sung khác về chiếc laptop này như kiểu là về pin hay về cổng kết nối, thì cho một cái chiếc laptop mà nó giá nó rất là rẻ như thế này nhưng mà họ vẫn trang bị cho ta những cái tính năng kết nối thế nó rất đầy đủ anh em ạ. Chúng ta cũng sẽ có đủ cả những chuẩn kết nối để hỗ trợ cho nhu cầu học tập hay là thuyết trình, như kiểu là cổng HDMI full size có thể xuất hình ảnh ra máy chiếu hay màn hình rời. Ngoài ra anh em sẽ được trang bị là hai cổng USB TIA để có thể truyền dữ liệu hay là kết nối các thiết bị ngoại vi như kiểu là máy in hay là chuột bàn phím này. Đấy, cổng nguồn nhá, một cổng USB Type-C hỗ trợ cả sạc qua đây này và một jack audio 1.5 combo. Cạnh trái anh em cũng sẽ có thêm một cổng A nữa, ba cổng A một cổng C, rất đủ cho các bạn sinh viên đúng không nào. Hay là về pin thì ở đây chúng ta có viên pin là 3 cell và 50Wh. Thú thực thì cái dung lượng pin 50Wh không phải là một dung lượng pin lớn, nhưng mà trong tầm giá dưới 20 triệu thì đây là một cái mặt bằng chung của những mẫu laptop văn phòng anh em ạ. Nên chúng ta cũng khó để có thể đòi hỏi một dung lượng pin lớn hơn trong cái phân khúc giá này. Ok, thì với cái dung lượng pin như thế mình cũng đánh giá ở mức gọi là tạm đủ để cho chúng ta có thể sử dụng trong khoảng độ 3 tiếng rưỡi đến 4 tiếng đồng hồ với tác vụ tiết kiệm pin và mức độ sáng màn hình ở mức trung bình thấp anh em nhé. Và đó là những cái đánh giá của mình về hai chiếc Asus Vivobook 14 OLED A1405VA. Nói về những cái điểm mạnh của những chiếc laptop này ấy, thì chúng ta sẽ có rất nhiều điểm trội ở trong cái tầm giá này, và đặc biệt nó lại rất phù hợp cho những bạn sinh viên hay là những bạn văn phòng đúng không nào. Kể cả trong 4 năm đại học thì những cái chiếc máy ở đây nó vẫn có thể đáp ứng cho chúng ta là rất tốt vào rất nhiều ngành nghề,
Và gần như chúng ta không phải tìm kiếm đâu xa một chiếc laptop màn hình đẹp, một chiếc laptop phục vụ nhu cầu giải trí cơ bản nhẹ nhàng hay một chiếc laptop phục vụ cho 4 năm đại học nữa, bởi vì nó nằm ngay đây rồi. Và trong cái mức giá nó quá là mềm, lúc này anh em hơn 17 triệu đồng mà thôi. Lúc này chúng ta không cần phải đắn đo quá nhiều về việc lựa chọn một chiếc laptop với cấu hình cao và những cái trang bị hợp lý như chiếc máy này nữa. Và anh có thể cân đối lựa chọn một trong hai chiếc màu đen hoặc là màu bạc đang có sẵn được hàng laptop rồi nhá. Đường link của cả hai chiếc máy này mình để sẵn phía bên dưới phần mô tả của video rồi. Chúng ta có thể click vào link để cập nhật chi tiết hơn về thông số cũng như là về mức giá của từng chiếc máy tại thời điểm anh xem video. Và có bất kỳ thắc mắc gì của anh em thì đừng quên để lại phía bên dưới về bình luận. Chúng mình sẽ cùng vào giải đáp chi tiết hơn cho anh em. Còn bây giờ nếu anh em cảm thấy video này hay và hữu ích, hãy like và chút phải cho laptop một like và một sub. Cũng như nhấn nút chuông để không bỏ lỡ video mới nhất. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.